Chào mọi người. Nãy em lên cái Tamai á, hàng Hitachi. Nay một bên đạc. Tình trạng là bị bể một cái chân đấy. Bể một chân đấy. Con này 200W á. Phòng tua 3000 3600. Điện 100V á. Này 200W á. Đá mìn lắm. Nó dài 1 triệu á, 1 triệu. Chiều ngang nó vào khoảng 31 á. Ai sai liên hệ mà.